Vì cảm thấy mệt mỏi, bà mẹ trẻ này đã đặt một phần pizza cho bữa tối cùng con gái của mình. Và cô ấy cho rằng mình là một người mẹ tệ hại, nhưng không ngờ, ngay lập tức, cô ấy đã bị con gái nhắc nhở. Và điều đó khiến cô ấy hết sức kinh ngạc và cảm động.